chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, thần tài nhã vía, ôm hết lộc về, tiền vàng nhét nước két, giàu sang gấp bội. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi liệu rằng thất bại bạn vừa trải qua đã dạy bạn điều gì? Bạn cần thay đổi điều gì hay cần học hỏi thêm gì hay không? Hay là chán nản, mất khí thế, nhạt nhòa, chẳng buồn nỗ lực lưu tâm? Mọi sự trên đời xảy ra đều có lý do của nó, dù là khó khăn hay vất vả, nó xảy ra vì nó cần phải xảy ra. Nó xảy ra để hoàn thiện những góc chưa hoàn mỹ của bản thân, vượt qua những thăng trầm của cuộc sống và để tương lai biết trân trọng những cơ hội trên đường đời. Nên lắm lúc thất bại là điều không ai muốn, nhưng hãy cảm ơn vì nó đã đến trong đời, cảm ơn vì những nhọc nhằn, những vất vả ta đã chịu và đang gánh, vì ta hiểu nó chính là sự chuẩn bị cho một tương lai rạng ngời và rực rỡ ở không xa. Quý khán giả thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn hướng đến một cuộc sống giàu sang, an nhàn, sung sướng phải không nào? Thế nhưng hiện thực lại chẳng mấy ai được như ước nguyện. Mỗi người sinh ra thì số phận đều đã được an bài. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều là vô ích. Có người sinh ra tốt số, có tài năng thiên bẩm nhưng lại lận đận, làm ăn thất bại nhiều lần. Thậm chí có người rơi vào cảnh nợ nần đeo bám hết cả đời. Nhưng cũng có những người sinh ra chẳng có tài cán gì mà số phận ưu ái lại gặp may liên tiếp. Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu thả ra không phải lo nghĩ, nhà đẹp cao sang, tiền vàng ngập két, đất đai hàng mẫu, tài sản khổng lồ. Theo can chi ngũ hành thì tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 chính là con giáp có vận số biến động khôn lường nhất. Số mệnh của họ được định sẵn là tài phú tề thiên, nghĩa là Bính Ngọ có số phận may mắn bất ngờ, đang nghèo khổ mà kiếp bỗng được các tinh, phúc tinh, lộc tinh chiếu rọi, vận hạn đều phải tránh xa. Tiểu nhân cũng sợ hãi mà né tránh, khiến cuộc sống của họ hanh thông vô cùng, một bước lên hương, đường đời nở hoa, đổi vận giàu có hết phần thiên hạ. Mới đây nhất các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024 này, tuổi Bính Ngọ lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua đất, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, có những lúc chán trường chỉ muốn ngủ dùi không thức dậy, có những khi mỏi mệt, lòng chán nản định bỏ cuộc buông xuôi. Rồi nhân duyên đưa đẩy, mệnh đường đưa lối, mang cho Bính Ngọ một gia đình đúng nghĩa, ở cái thời điểm gây dựng lại mọi thứ từ đầu, để bản thân có thêm động lực, hay để bản tâm có thêm kiên cường, hay để bản ngã tìm lại cho mình cái sự ban sơ, thông thái, phấn đấu như những ngày đầu tiên vào đời. Người bạn đời và những đứa con thơ đến với Bính Ngọ ở thời điểm Bính Ngọ không có gì cả, đúng nghĩa không có gì cả, ngoài một mớ hỗn độn ở trong đầu, sang trọng thì gọi là kiến thức, mà kém một tí thì là ba cái hiểu biết gì đâu. Bính Ngọ không tin, cũng không thích cái gọi là trời sinh ắt dưỡng, hay còn gọi là trời sinh voi sinh cỏ, nên bản thân Bính Ngọ sẽ kiên cường trở lại, mạnh mẽ trở lại, chăm chỉ trở lại, nhiệt huyết trở lại, trở thành bầu trời của một gia đình nào đó mà chắn nắng, che mưa. Người ta bảo trong cõi nhân gian, mọi người đều đau khổ nhưng không phải ai cũng biết tự thương hại mình. Còn Bính Ngọ thì may mắn hơn khi ông trời lại thương lấy Bính Ngọ, cho Bính Ngọ một nguồn sống, một âm hưởng, dạt dào âm tiết của những động lực dương lên. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thuộc hành thủy trong ngũ hành với thiên can Bính, mang tính chất của quả, biểu trưng cho năng lượng, sự nhiệt tình và khát vọng, kết hợp với con giáp Ngọ, biểu tượng của sự tự do, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tuổi Bính Ngọ là sự hòa quyện giữa sự sôi nổi, độc lập và một tinh thần mạnh mẽ, đầy đam mê. Người tuổi Bính Ngọ thường mang trong mình một cá tính mạnh mẽ,
nhiệt huyết và đầy năng lượng. Họ có tinh thần tự do và không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào. Thiên can bính giới yếu tố quả giúp họ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, với một ngọn lửa nội tâm không ngừng bùng cháy, khát khao được thể hiện và khẳng định bản thân. Bính ngọ là những người thích mạo hiểm và không ngại dấn thân vào những con đường mới mẻ, nơi mà họ có thể khám phá và chinh phục. Những người tuổi này thường rất tự tin và quyết đoán. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh và luôn khao khát vươn lên, không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển và đạt được thành công. Sự nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của họ khiến họ luôn là người tiên phong, dám nghĩ, dám làm và không ngại đổi mới. Họ là những người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cách lập kế hoạch và thực hiện chúng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, người tuổi Bính Ngọ cũng có thể trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Sự nhiệt tình và khát khao thành công đôi khi khiến họ thiếu sự cân nhắc và dễ bị cuốn theo cảm xúc. Họ cần học cách kiềm chế bản thân, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh những sai lầm không đáng có. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ hiểu rằng sự nhiệt huyết và đam mê là nguồn năng lượng mạnh mẽ để đạt được thành công, nhưng cần phải đi kèm với sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Họ nhận ra rằng, để trở thành người lãnh đạo thực sự không chỉ cần có tài năng và ý chí, mà còn phải biết cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những người xung quanh. Họ học cách kiểm soát sự nóng nảy của mình, học cách nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm. Người tuổi Bính Ngọ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn về việc trải nghiệm và cảm nhận. Bính Ngọ biết cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé và học cách trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc không đến từ những thành công vật chất, mà từ sự cân bằng và hài hòa trong tâm hồn. Trong các mối quan hệ, người tuổi Bính Ngọ luôn cố gắng xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để duy trì một mối quan hệ bền vững cần phải có sự chân thành, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ. Người tuổi Bính Ngọ với sự kết hợp giữa nhiệt huyết và tinh thần tự do là hình ảnh của một trái tim đầy đam mê và một tinh thần mạnh mẽ. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ kiên định và dũng cảm, mà còn biết cách phát triển và hoàn thiện bản thân. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh và trí tuệ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Bính Ngọ, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và tràn đầy năng lượng. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, lúc này, sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ. Sau bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng, kim sinh thủy nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vận thế có phần không thuận lợi. Có thể thấy, người tuổi Bính Ngọ thời điểm này không thực sự may mắn, tháng mà hung vận gặp ngay thái tuế không có phúc chỉ có họa. Người tuổi Bính Ngọ cần chuẩn bị ngay tinh thần hóa giải hung tinh này. Đánh giá tổng quan thấy rằng, các phương diện cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ sẽ chưa thể có những bước tiến đáng kể nào trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Thậm chí bản mệnh cần phải nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình cố gắng để không trở thành người thụt lùi trong tập thể. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh, tuổi Bính Ngọ thường cảm thấy uể oải, lười biếng, không muốn bắt tay vào công việc. Tinh thần không tốt khiến những công việc tưởng chừng đã quá quen thuộc cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Hãy cẩn thận để không mắc phải những sai sót không đáng có. Phương diện tài lộc cũng không khá khẩm hơn. Dù bản mệnh phải bôn ba, vất vả đi nữa, thì tiền bạc chảy về túi cũng không được như ý. Con giáp này cần xác định lại hướng đi cho mình. Nếu không, mọi cố gắng mà Bính Ngọ bỏ ra cũng sẽ là vô ích. Thậm chí Bính Ngọ còn tạo điều kiện cho đối thủ vượt lên trên mình. Về các vận, mặt tình cảm gặp tốt vì có hồng loan các tinh chỉ dẫn, người có gia đình vì vợ chồng tâm đầu ý hợp, nên tình cảm lứa đôi thú vị, người độc thân có điểm thoát kiếp chăn đơn gối chiếc. Chuyện tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, dù có các tinh thái âm cho thấy, tuổi Bính Ngọ có cơ hội gặp được một vài đối tượng triển vọng, nhưng tình yêu sẽ không thể tự đến với Bính Ngọ. Nếu Bính Ngọ muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì nên chủ động gặp gỡ và trò chuyện với mọi người, để người khác nhìn thấy điểm hay của Bính Ngọ. Tiếp theo ngay sau đây sẽ phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024.
Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Về cơ bản thì phương diện tình duyên của người tuổi Bính Ngọ cũng khá trầm lắng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh vốn có cơ hội đón nhận hạnh phúc, nhưng bạn có đạt được điều đó hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào cách hành xử của Bính Ngọ. Các tinh thái âm cho thấy người tuổi Bính Ngọ có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá phù hợp. Nếu chủ động trò chuyện với đối phương và thể hiện được các điểm mạnh của mình thì bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Tuy nhiên, nếu Bính Ngọ quyết định sống khép mình và dành nhiều thời gian cho những điều tiêu cực thì dù là người nhiệt tình đến mấy cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì quan hệ với Bính Ngọ. Với các cặp vợ chồng, Bính Ngọ chớ nên đổ những áp lực mà mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu người ấy. Nếu có việc gì thì vợ chồng nên bình tĩnh trao đổi với nhau để có thể cùng tháo gỡ. Nếu Bính Ngọ cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng khó giải quyết hơn mà thôi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi 7 ngày tới tháng 8 của 12 con giáp, nguyệt lệnh lâm bệnh gây ra nhiều hệ lụy trên phương diện sức khỏe cho người tuổi Bính Ngọ. Đòi hỏi khoảng thời gian này bản mệnh phải quan tâm hơn đến chính bản thân mình. Nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu suy nhược, kém ăn kém ngủ thì Bính Ngọ nên đi khám nếu thấy cần thiết. Còn nếu cứ cố chịu đựng thì sức khỏe sẽ ngày càng suy giảm, đến lúc chạy chữa sẽ vừa tốn nhiều tiền hơn, vừa tốn nhiều thời gian công sức hơn. Bản mệnh cũng không nên để bản thân phải chịu cảnh căng thẳng về tinh thần trong khoảng thời gian quá dài. Hãy tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ đúng lúc. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ cho thấy bản mệnh không đặt ra nhiều tham vọng cho sự nghiệp trong thời điểm này. Bính Ngọ có vẻ dễ dàng thỏa mãn với những gì mà mình đang có, nên Bính Ngọ khó có thể đạt được sự bứt phá, thậm chí một số người còn thụt lùi so với khoảng thời gian trước đây. Nguyệt lệnh lâm bệnh tác động khiến Bính Ngọ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn bắt tay vào công việc. Dù có làm việc thì cũng chỉ làm với thái độ đối phó. Khi được giao những nhiệm vụ khó, thay vì tích cực làm quen và học hỏi thì Bính Ngọ lại lo lắng tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Hãy nhớ rằng, thái độ làm việc đó sẽ khiến Bính Ngọ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí làm mài mòn ý chí và khả năng thực sự của bạn. Nếu không tập trung làm việc thì dù công việc có đơn giản đến mấy bạn cũng không thể đạt được thành tích cao. Sức khỏe không tốt, bản mệnh thường xuyên mắc phải những căn bệnh và cũng khiến Bính Ngọ chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hãy cố gắng cổ vũ bản thân hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao, dù chưa thể phát triển nhanh trong thời gian này thì cũng đừng gây phiền phức cho người khác. Phương diện sự nghiệp chịu phá hoại từ thái tuế, nên vận trình công việc gặp nhiều trở ngại, có kẻ chơi xấu, người tuổi Bính Ngọ cần hết sức cảnh giác. Thái tuế tọa mệnh chủ về tâm tịnh, bất an, tính cách nóng nảy gây khó khăn cho sự nghiệp. Trong lúc làm việc, Bính Ngọ cần phải thật bình tĩnh, xử lý vấn đề bằng cái đầu lạnh, chớ vội vàng đưa ra quyết định khi lửa giận còn trong đầu, tâm tình bất ổn nên làm việc gì cũng sẽ không thuận. Trong thời điểm này cần lưu ý họa thị phi, có điểm tranh chấp dẫn tới kiện cáo lên tòa án phường, xã. May mắn là có thái âm cát tinh xuất hiện, là dấu hiệu cho thấy thời điểm này Bính Ngọ không chỉ gặp toàn những điều xui xẻo. Bính Ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nếu cố gắng không ngừng, chỉ cần không bỏ cuộc, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc Bính Ngọ bối rối nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ cho thấy tình hình tài lộc chưa đạt được bước tiến lớn trong thời điểm này. Vì thế cần phải chú ý hơn trong việc chi tiêu cũng như đầu tư, nếu không dễ đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Với người làm công ăn lương, những thành tích không lý tưởng trong sự nghiệp khiến Bính Ngọ khó có thể nhận được tiền thưởng nóng. Hãy nhắc nhở bản thân làm việc tập trung và nghiêm túc hơn để không mắc lỗi hay bị tai tiếng. Với người làm ăn kinh doanh, đã đến lúc Bính Ngọ cần xem lại các phương thức đầu tư làm ăn của mình. Có thể hướng đi của bạn chưa thực sự chính xác, nên dù bôn ba, vất vả đi nữa cũng không kiếm được khoản tiền như người khác. Hãy bình tĩnh để nhận ra mình sai ở đâu và có cách khắc phục phù hợp.
Mặc tài giận vẫn chịu phá hoại từ thái tuế, vì tinh thái tuế không có phúc chỉ có họa. Người tuổi Bính Ngọ cần đề phòng nạn hao tiền tốn của từ chuyện đi lại, hỏng xe, mất tiền chữa trị. Chuyện đầu tư làm ăn kinh doanh dễ có tiểu nhân xuất hiện, ra ngoài tránh đi xa vì sẽ mất tiền. Với tính cách hay lo việc bao đồng, kỵ nhất là cho vay tiền hoặc giúp đỡ ai về chuyện tiền nong. Trong chuyện tiền bạc, người tuổi Bính Ngọ rất dễ ham thích những con đường kiếm tiền đầy kích thích. Ví dụ như đầu tư mạo hiểm, tham gia các trò chơi có thưởng. Tuy vậy, tính cách này cũng sẽ khiến bạn chẳng được đồng nào về sau. Nếu muốn có vận tài chính tốt trong thời điểm này, với mối làm ăn hay khoản tiền nào cũng đều phải kiên trì đến phút chót. Sức khỏe xuống dốc do chịu tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh cũng sẽ khiến bạn phải tốn thêm một khoản khá khá. Con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa ngay, để càng lâu bệnh càng trở nặng thì càng tốn tiền chữa trị. Theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, trong việc chi tiêu hàng ngày, tốt nhất bản mệnh chớ nên phung phí cho những việc không thực sự cần thiết. Dù có tiền trong tay cũng hãy nhớ để lại một khoản tiết kiệm phòng cho sự cố bất ngờ. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Bính Ngọ có khoảng thời gian phải tự thân vận động, chẳng dựa được vào ai. Lại thêm tiểu nhân hãm hại, ngũ quỷ hung tinh nhòm ngó, chuyện thị phi nhiều vô kể, người xấu giở trò sau lưng để gây hại cho sự nghiệp của bản mệnh. Có nhiều việc phiền phức tìm đến trong thời điểm này, vận trình của tuổi Bính Ngọ nhấn mạnh nhất vào sự nghiệp. Vì có người không ưa nên cạnh tranh thiếu lành mạnh, tung tin đồn nhảm, giảm sức uy tín và danh dự của bản mệnh để leo lên. Đối phó với những trường hợp như thế này, càng giải thích càng không hiệu quả, nên có hành động mạnh mẽ để đối thủ phải giật mình. Vận trình tài lộc thì ngược lại, trong thời điểm này có điềm kiếm thêm được một khoản thu nhập khá so với dự tính ban đầu, đó có thể là tiền thưởng, tiền lợi nhuận hoặc tiền kiếm được từ công việc làm thêm, coi như bù đắp cho sự vất vả, mệt mỏi của bạn trong suốt thời gian qua là hoàn toàn xứng đáng. Người tuổi Bính Ngọ tiêu pha cũng thoải mái hơn rồi. Về tình cảm, bản mệnh cần có thời gian trò chuyện cùng nhau nhiều hơn để chia sẻ và thấu hiểu. Kể cả bận rộn đến đâu cũng đừng quên một tin nhắn chúc ngày tốt lành buổi sáng, một lời hỏi han về bữa ăn, giấc ngủ giữa ngày và sẵn lòng ngồi hàn huyên với nhau những điều đã xảy ra. Sẽ có chuyện không vui xảy ra giữa hai người, nên những hành động gần gũi như thế này là rất cần thiết. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn đỏ, nâu. Con số may mắn 16, 75, 49 và 81. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Bính Ngọ có một thời điểm nhiều sự kiện trong cát có hung. Trong hung có cát, hòa phúc bất định, chủ yếu là dựa vào tâm thái của chính mình để lèo lái vận trình. Nếu bạn vững vàng, biết tiến biết lùi thì những hung hiểm hoàn toàn được hóa giải. Ngược lại nằm sẵn chờ ăn, không chịu cố gắng mà chỉ than vãn thì chuyện xấu không mời cũng tự tìm đến cửa. Các tinh thái âm chủ về tính cách hòa nhã, dịu dàng, khéo ăn khéo nói là các tinh duy nhất của người tuổi Bính Ngọ trong những ngày này. Vì thế, bản mệnh hãy tận dụng tối đa tài ăn nói, xã giao khôn ngoan và những mối quan hệ thân thiết để phát triển công việc. Các tinh này tốt cho nữ mệnh hơn nam mệnh, lấy lòng người khác là sở trường của Bính Ngọ, nhưng nói vừa, nói đúng lúc, đúng chỗ thôi, bởi nói dài, nói dai, thành ra nói nhiều. Trong thời điểm này còn có hung tinh, điềm báo có họa thì phi cãi cọ, biết rằng Bính Ngọ có nhiều lý lẽ, tranh luận trực tiếp, chắc chắn không chịu thiệt thòi, nhưng gây sự như vậy không hề tốt. Ấn tượng để lại cũng chẳng hay ho gì, nhất là với người làm việc công sở thì tranh chấp với đồng nghiệp là rất không nên. Về chuyện tình cảm, người tuổi Bính Ngọ vốn tính đào hoa, có nhiều mối nhân duyên,
Nhưng thời điểm này phòng không lẻ bóng, ít người lai giảng. Một phần do Bính Ngọ bận rộn không quan tâm nhiều tới tình cảm, phần khác sau một quá trình tiếp xúc, những người còn đủ chân thành để tiếp tục theo đuổi Bính Ngọ đã không còn quá nhiều nữa rồi. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: hồng, cam. Con số may mắn: 85, 20, 93 và 16. Bí quyết cải mệnh của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, không đòi hỏi quá nhiều. Đòi hỏi cũng là việc không làm càng ít họa, vì mỗi đòi hỏi tượng trưng cho mỗi lòng tham đang dấy lên trong tâm của chính chúng ta. Con người thật buồn cười, có nhà nhỏ rồi muốn nhà to hơn, nhà to hơn lại muốn biệt thự. Cuộc sống cứ đuổi theo những giá trị vật chất đó càng mang lại cho họ sự cô đơn, và họ cứ tưởng rằng có những thứ đó thì họ mới vui, mới hạnh phúc. Ai ngờ càng đòi hỏi nhiều chỉ càng chứng tỏ họ càng lạnh lẽo từ trong tâm, vì quen đòi hỏi mà ta quên đi hạnh phúc hiện tại. Những may mắn mà ta đang có, cuộc sống cứ so đo, ganh tị thì cuộc sống sẽ càng đau khổ. Thật ra mỗi người chúng ta nên hiểu một điều, sinh mệnh là của chúng ta, cuộc sống cũng là của chính ta. Không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là phúc tinh, rất tốt cho nam giới, nhất là về đường công danh. Năm có sao này chiếu thì công việc phát triển, có cơ hội thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Đây là hai tháng đại cát, nên chủ động nắm bắt để mưu đại sự. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về bị phá phách không yên, kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt tiền bạc. Hạn cũng chủ đau yếu, ốm đau tốn kém tiền của để chữa trị. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Ngọ nam mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là thỏ giỡn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024: làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm.
đối với nữ mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Năm có sao Thổ Tú chiếu thì đương số dễ gặp trở ngại trong công việc, xung khắc trong các mối quan hệ, miền tiếng thị phi. Có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Hạn Diêm Dương chủ về tranh chấp, kiện tụng trong làm ăn, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ, trong gia đình có tang chế. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Ngọ nữ mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ Giỡn Trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.